Xin chào, Trạm đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Các bạn đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của Trạm vào 10 giờ tối thứ 3, tối thứ 5 và tối thứ 7 hàng tuần trên fanpage và YouTube MC Hà Thu nhé. Và ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của bạn thính giả đã gửi thư về cho Trạm qua fanpage MC Hà Thu. Em chào Trạm, chào các bạn thính giả. Em hy vọng rằng Trạm có thể ra một số radio về chủ đề là khoảng lặng. Như chúng ta cũng đều biết rằng, trong cuộc sống của mỗi người thì chắc chắn sẽ có những khoảng lặng của riêng mình. Khoảng lặng giúp ta có thể nhìn lại bản thân qua những chặng đường đã đi qua và rồi đưa ra cho bản thân mình những định hướng mới. Nhưng có bao giờ bạn thấy rằng mình đang bị mất phương hướng, thấy không biết những quyết định của mình là đúng hay sai và không biết phải làm như thế nào? Chênh vênh ở cái tuổi 23, tôi thấy lòng của mình đầy bão tố. Người ta vẫn dạy cho nhau cách để vui vẻ, cách nhìn cuộc sống một cách tích cực hay cách để trở nên thành công mà quên mất rằng bản thân của mình mới là người hiểu rõ nhất. Và xã hội này thì quá thực tế. Và đó chính là chút tâm sự, sự trải lòng của bạn thính giả đã gửi về cho Trạm tuần này. Và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bạn về những sự chênh vênh của tuổi 23 và cùng với đó là những khoảng lặng ở trong cuộc sống này. Trạm nghĩ rằng bất cứ ai trong chúng ta thì cũng đều đã trải qua những khoảng lặng trong cuộc đời mình. Có rất nhiều định nghĩa và quan điểm khác nhau về khoảng lặng. Có ai đó thì nói rằng khoảng lặng không phải là một đại dương yên tĩnh mà chính là những đợt sóng ngầm. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể hiểu đơn giản khoảng lặng là những giây phút mình được là chính mình, tâm hồn mình thư thái nhất để cảm nhận và suy nghĩ về cuộc sống này. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy những khoảng lặng trong các tác phẩm âm nhạc hay trong những bài thơ. Trong những khoảng lặng ấy giúp chúng ta thẩm thấu, hình dung và hiểu rõ hơn về những giá trị tinh thần của tác phẩm đó mang lại. Khoảng lặng ấy giúp chúng ta hiểu tác phẩm một cách đa nghĩa hơn. Khi cảm thấy mệt mỏi hay áp lực, chúng ta lại cần có những khoảng lặng. Có thể đến một ngôi chùa yên tĩnh hay nghe một bản nhạc nhẹ nhàng để cân bằng lại cuộc sống này. Một khoảng lặng trong tình yêu lại có thể giúp bạn và người ấy đánh giá lại mối quan hệ, nhìn nhận lại bản thân mình và cùng nhau cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Vậy đấy, khoảng lặng rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Và mỗi người sẽ thể hiện khoảng lặng cuộc sống theo những cách của riêng mình. Khoảng lặng của tôi đơn giản là những phút giây yên tĩnh, ngồi một mình trong quán cà phê, thưởng thức một ly trà nóng và nghe một bản nhạc nhẹ nhàng. Khoảng lặng của tôi cũng có thể là những phút giây tĩnh lặng trước Đức Phật trong một ngôi chùa yên tĩnh. Khoảng lặng của tôi cũng có thể là những phút giây một mình dạo bước trên con phố để ngắm nhìn và để ngẫm nghĩ. Tôi rất thích ngắm nhìn Hà Nội từ trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn dòng người đang tấp nập hối hả, lo toan cho cuộc sống cơm áo, gạo tiền. Đó chính là khoảng lặng. Và dù thể hiện khoảng lặng theo những cách khác nhau, nhưng tôi tin rằng sau những khoảnh khắc lắng đọng ấy, cả tôi và bạn, chúng ta đều cảm thấy bình yên, thư thái hơn và sáng suốt hơn để ngẫm và vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống này. Cuộc sống là thế, tấp nập, hối hả và bon chen, nhiều khi khiến chúng ta cảm thấy mỏi mệt, khiến ta cảm thấy lạc lõng, chơi vơi giữa dòng đời. Với cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, sự mệt mỏi, đôi khi ta lại cần một khoảng lặng của riêng mình. Một khoảng lặng rất riêng, rất nhỏ thôi, nhưng để ta trút hết đi tất cả những muộn phiền, những u buồn của trần thế, để chúng ta có thể nhìn lại những gì mà ta đã trải qua trong quá khứ và ngẫm nghĩ về tương lai đang rộng mở phía trước,
để gặm nhấm những nỗi buồn không tên luôn hiện hữu trong tâm hồn của mỗi chúng ta, để lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống này, nhìn thời gian trôi một cách vô định. Một khoảng lặng để ta có thể thả hồn theo gió, hay đơn giản chỉ là để tìm lại chút gì đó của riêng mình. Một khoảng lặng để ngẫm nghĩ về cuộc đời, về những con người mỗi ngày cứ lặng lẽ, âm thầm lướt qua. Những khoảng lặng không thể tồn tại mãi mãi được. Nó như một giấc mơ, khi giật mình, tỉnh giấc, ta lại trở về với cuộc sống thường nhật hàng ngày, lại tiếp tục với dòng đời hối hả, bon chen. Nhưng những khoảng lặng ấy lại giúp chúng ta có thể tìm thấy được những gì sâu thẳm trong con người mình, những gì ẩn chứa sau một lớp vỏ bọc hàng ngày mà ta cứ phải mang theo. Một khoảng lặng rất nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến ta cảm thấy thanh thản và bình yên hơn trong cuộc sống này.